trong bài thuốc này có rất nhiều thành phần, ví dụ như là cây khôi nhung. Đây là một loại thảo dược rất là tốt cho những ai mà bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày, và nó có cái tác dụng là trung hòa axit và điều trị cái viêm loét và trào ngược dạ dày rất tốt cho mọi người. Bên cạnh đó, ở trong bài thuốc này còn có cây dạ cẩm với cây nhỏ nhỏ nha. Hai vị thuốc này nó có tác dụng là tiêu diệt cái những ai mà có cái chủng loại HP ở trong dạ dày, thì nó là một cái vị thuốc nó tiêu diệt tận gốc cái chủng loại HP đó.